Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay máy câu cho mọi người xem. Đầu tiên là con máy này. Máy này chắc China xuất Nhật nha mọi người. Chất liệu là nhựa graphic. Đây, con này thì không đảo tay trái phải được, và không gập tay được nha mọi người. Không đảo tay trái phải và không gập tay được. Ok. Đây. Trượt cước qua cái thanh này luôn. Đây, China này. Radio 3.3 nhé. Không có thông số cước nha mọi người. Con này con số 1, 40.000. Số 1, 40.000 nha mọi người. Số 2 là con máy này, Diamond này là của Korea nha mọi người. Korea, con này size tầm cỡ 600 này. Korea xuất Nhật nha mọi người. Con này tầm cỡ 600, size 600. Đấy. Chất liệu là graphic, cấu kim loại này. Không, cấu này cũng phải bằng kim loại. Đúng là cấu kim loại. Chất liệu là graphic nhé. Ok. Tay đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải và gập tay được nhé mọi người. Đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy. Nó có cốt trợ lực này. Cốt trợ lực nha mọi người. Cốt trợ lực. Đấy. Radio của nó là 4.4, cước số 2 vào 80 mấy, số 3 vào 50 mấy cho mọi người. Đấy. Ok. Khuyên ra cước có gốm này, ok này. Con này con số 2. Số 2 170. Số 3 là một con siêu star DF30B, ratio là 4.3, chất liệu là graphic, ngoại hình của nó đây. Đây, tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé, đảo tay trái phải và gập tay được. À, khóa này, mở này. Ok, khuyên ra cước này, còn đẹp này. Ratio 4.3 này. Nó tải cá 3 ký máy, 4 ký cá nha mọi người. Radio, rồi ok. Cước số 1.5 vào 180 mấy. Cước số 2 vào 110 mấy. Và cước số 3 vào 75 mấy nhé. Đấy. Con này con số 3. Số 3 130.000. Số 4 là một con máy Shimano size 2000 nha mọi người. Shimano Tomorrow GT. Đấy, Tomorrow GT size 2000. Chất liệu là nó chạy 3 bi này, chất liệu là cái gì? Cái này chất liệu carbon ta. Nhớ cái này chất liệu là carbon sao? Carbon chứ không phải graphite đâu. Giờ không thấy ghi rồi. Mắc mắc cái tay. Thôi cứ coi như graphite cũng được nha mọi người. Đây. Đấy. Đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người. Đấy. Hai chế độ khóa một chiều và mở. Khuyên ra cước này, còn ok này. Đấy. Thông số cước, cước số 2 vào 200 mấy, số 3 vào 140 mấy và số 4 vào 100 mấy. Radio của nó thì nó mắc cái tay đoạn chỗ này, radio rồi, để mình thử radio khoảng bao nhiêu nhé. 1 2 3 4 4.2, 4.3 nha mọi người. Radio 4.2, 4.3. Đấy.
Này con số bốn. Số 4. 250. Số 5 là con máy Korea xuất Nhật nha mọi người. Đây, AX700, con này size 700 nha mọi người. Excellent này. Đấy, con này chất liệu là graphic. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé. Khóa một kiểu này, mở đây. Đấy. Khuyên ra cước còn ok này. Cước 1.5, số 1.5 thì cước 1.5 thì vào 100 mấy, số 2 vào 80 mấy và cước số 3 vào 50 mấy cho mọi người. Đấy, ngoại hình. Con này ngoại hình khá là đẹp nha mọi người. Con này con số 5. 5. 150 nghìn. Số 6 là một con máy nằm. Đây, Chinu. Kiểu Chinu nha mọi người. Đây. Thắng này. Ok. Khóa 1 triệu. Đấy. À, đây. Được cước. À. Đây là côn. Ok. Đấy, cái này là lái luôn cái trục ra này. Đấy, lái được trục ra nha mọi người. Cho mọi người xem cái điều cước chạy ra đây. Ok. Đây là con số 6. Số 6 200. Số 6 200 nha mọi người. Số 7 là một con diamond tiếp moving đôi chục nhé. Đây. Khóa moving đôi chục Diamond AX035. Con này chắc cũng Korea xuất Nhật. Đây. Đây mà. Đấy. Khóa một chiều. Khóa này. Con này thì chất liệu là graphic. Tay thì đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải và gập tay được. Đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người. Đấy. Đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy. À, khuyên ra cước còn ok này. Con này size tầm khoảng 1.500-2.000 nha mọi người. Size tầm 1.500-2.000. Đấy. Thông số cước thông số cá này. Này đang mờ ra. Chỗ này đang thêm. À, ta tải cá khoảng cỡ 3 kg máy 4 kg nha mọi người. Đây. Cái này là máy này chất liệu là carbon với graphic nhé. À, không thấy thông số cước ratio của nó bao nhiêu thì mình thử thử coi. Này. 1 2 3 4 5. Ratio của nó khoảng 5.5 nha mọi người. Đào tháo mở nhanh này. Đấy, tháo mở nhanh nhé. Ok. Chuyên ra cước chỗ này bằng gốm đẹp này. Này con số 7.
250. Số 8 là một con máy Stabilize 1000. Nó ghi 1000 nhưng mà con này cái size cỡ to của nó khoảng cỡ tầm 2500-3000 nha mọi người, 2500-3000. Đấy. Tay này thì đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải được, nó bằng kim loại nhé, cấu cũng bằng kim loại này. Cấu cũng bằng kim loại. Này, khóa một chiều, mở. Da băng này, da băng. Này. Khuyên trượt cước, ok. Cước số 3 vào 310 mấy, số 4 vào 220 mấy, số 5 vào 170 mấy và số 6 vào 130 mấy, số 7 vào 110 mấy nha mọi người. Radio thì không thấy đâu. Thử cái radio thử. 1 2 3. Radio khoảng cỡ 3.6 3.7, 3.6 3.7 nha mọi người. Con này con số 8. Số 8 250.000 nha mọi người. Số 8 250.000. Số 9 là con máy này. Này. Con này của thằng nào đây? MKK250. Con này size tầm cỡ 3.000 nha mọi người. Size tầm cỡ 2.500-3.000. Radio là 3.8. Này. Con này thì bằng kim loại, kim loại. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gặp tay được, cấu thì graphic nhé. Này. Khuyên ra cước còn ok. Con này thì nội địa Nhật đây nhưng mà giờ không biết là cái hãng gì đây. À. Shimano nha mọi người, Shimano. Shimano. Dòng đời cũ nhé. Này, khóa. Ok. Khuyên không thấy thông số cước để còn để mình thấy. À, radio thì có rồi, radio là 3.8. Ok nha mọi người. Này con số 9. 200. Số 9 giá 200 nha mọi người. Số 10 là một con Shimano, radio là 3.8, GX100. Con này size khoảng cỡ 4.000, 4-5.000 nha mọi người, size tầm cỡ 4-5.000. Đấy. Chất liệu là bằng kim loại. Cấu này graphic, chất liệu kim loại, cấu graphic. À, tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gặp tay được nhé. Đảo tay trái phải và gặp tay được. Đây, khóa này. Mở khóa này. Đấy. Khuyên ra cước còn ok này. Radio 3.8 mình đã đọc rồi. Cước số 3 vào 285 mấy, số 4 vào 300. Ủa cái này không phải. Đây là quy đổi. Quy đổi số sang ly. Còn phía dưới này là mấy nè. Cước số 3 vào 290 mấy, số 4 vào 230 mấy và số 5 vào 180 mấy nhé. Ok nha mọi người. Này số 10. Số 10. 300. Số 10 300 nha mọi người. Số 11 là một con Daiwa Sport No 2 chạy 2 ổ bi. Đấy, chạy 2 ổ bi. Rồi, bên này nó mắc một cái miếng tem chỗ này rồi. Đấy. Con này là đời cũ. Chất liệu là bằng kim loại nha mọi người. Cấu cũng bằng kim loại luôn, cấu cũng bằng kim loại luôn. Tay đảo tay trái phải và gặp tay được. Đảo tay trái phải và gặp tay được. Con này thì nội địa ra băng chắc cú luôn rồi. Đấy, ok. Khóa này. Ủa, chìa khóa bị sao ta? Rồi.
À, khóa đây. Nãy mình bấm chưa hết nha mọi người, khóa đây. Rồi, ok. Con này size tầm cỡ 6.000 nha mọi người. Con này size tầm cỡ 6.000. Đấy. Có đậm này. À, cước số 3 vào 280 mấy, số 4 vào 200 mấy và số 5 vào 150 mấy nhé. Này là cũng cước này. Cước hay cái gì trên này? Meter. Này không rõ nha mọi người, không rõ cái trên đấy. Radio cái này là bao nhiêu? Để mình thử radio thử. 1 2 3 4. Radio khoảng 4.7, 4.8 nha mọi người. 4.7, 4.8. Này số 11. 300, 11, 300. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship. Và trước khi mọi người nhận hàng và kiểm tra hàng cẩn thận xem thử có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc bị gãy vỡ bể nứt gì đó trong quá trình vận chuyển thì báo ngay cho mình để mình kịp thời giải quyết ngay lúc đấy luôn nha mọi người. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà đã nhận hàng thành công rồi mới báo cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.